Anh, Pháp và các nước Bắc Âu đã âm thầm chuẩn bị đưa quân tới Ukraine. Cựu cố vấn Lầu Năm Góc chiến lược gia Edward Lutak cho rằng các thành viên NATO sẽ phải triển khai quân đội để ngăn cản chiến thắng của Nga. Ông cho biết Anh, Pháp và Bắc Âu đã âm thầm chuẩn bị gửi quân đến Ukraine. Các quốc gia NATO chỉ có thể ngăn chặn tổn thất không thể tránh khỏi đối với lực lượng Nga ở Ukraine bằng cách triển khai quân đội của họ tới nước này. Chiến lược gia người Mỹ Edward Lutak, cựu cố vấn của quân đội Mỹ tuyên bố. Ông viết trong một bài xã luận đăng hôm ngày 5 tháng 4 trên trang truyền thông trực tuyến Anhut của Anh. Tính toán này không thể tránh khỏi. Các nước NATO sẽ sớm phải gửi binh lính tới Ukraine nếu không sẽ phải chấp nhận thất bại thảm hại. Người Anh và Pháp cùng với các nước Bắc Âu đã âm thầm chuẩn bị gửi quân đội, cả các đơn vị tinh nhuệ nhỏ lẫn nhân viên hậu cần và hỗ trợ, những người có thể ở xa mặt trận. Lutwak lập luận rằng cuộc xung đột không thể giành chiến thắng nếu không triển khai quân trực tiếp, bởi vì cho dù số lượng và chất lượng vũ khí được gửi đến Kiev như thế nào, quân Nga vẫn quá đông so với lực lượng Ukraine. Điều này có nghĩa là trừ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định chấm dứt chiến tranh, quân đội Ukraine sẽ bị đẩy lui hết lần này tới lần khác, mất đi những binh sĩ không thể thay thế được. Bình luận của Lutwak diễn ra sau nhiều tuần quân đội Nga tiến công trên chiến trường ở khu vực Donbass. Các nhà lãnh đạo phương Tây khẳng định rằng họ có thể đảm bảo chiến thắng cho Ukraine bằng cách cung cấp viện trợ cho Kiev. Nhưng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 2 đề xuất rằng không thể loại trừ việc triển khai quân trực tiếp của các thành viên NATO. Lutwak cho biết các thành viên NATO châu Âu phải đối mặt với một quyết định quan trọng bởi vì lực lượng Mỹ đang phải đối mặt với một mối đe dọa ngày càng tăng về những căng thẳng liên quan đến Đài Bắc Trung Hoa nên châu Âu sẽ phải cung cấp nhân lực mà Ukraine cần. Ông nói thêm, nếu châu Âu không thể cung cấp đủ quân, Nga sẽ chiếm ưu thế trên chiến trường và ngay cả khi ngoại giao can thiệp thành công để tránh thất bại hoàn toàn, sức mạnh quân sự của Nga sẽ quay trở lại Trung Âu một cách thắng lợi. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm cho biết quan hệ NATO-Nga đã xấu đi rất nhiều trong bối cảnh của khủng hoảng Ukraine đến mức NATO đã phải đối đầu trực tiếp với Moscow. Ông Putin đã cảnh báo rằng NATO sẽ có nguy cơ gây xung đột hạt nhân nếu các thành viên của khối này đưa quân tới Ukraine. Lutwak gợi ý rằng bằng cách cung cấp quân nhân hỗ trợ cho các nhiệm vụ như là huấn luyện quân đội và sửa chữa các thiết bị hư hỏng, các quốc gia NATO có thể giải phóng nhiều người Ukraine hơn để họ phục vụ ở tiền tuyến. Ông nói, những người lính NATO này có thể không bao giờ tham chiến, nhưng họ không cần phải làm như vậy để giúp Ukraine tận dụng tối đa nguồn nhân lực khan hiếm của mình. Lutwak sinh ra ở Romania, trưởng thành chủ yếu ở Anh, đã cố vấn cho Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Mỹ và Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cùng các cơ quan khác ở Washington. Một hồ sơ tháng 12 năm 2015 về Lutwak của báo Anh The Guardian đã gọi ông là Machiavelli của Maryland, hàm ý nhắc tới nhà triết học chính trị gia thời kỳ phục hưng Niccolo Machiavelli của Ý, người theo đuổi thuyết phục biện minh cho phương tiện. Hiện đã 81 tuổi, Lutwak được cho là đã tư vấn cho nhiều khách hàng từ Đạt Lai Lạt Ma đến Thủ tướng Kazakhstan. Mặc dù là người ủng hộ việc phương Tây can dự vào cuộc xung đột, Lutwak vẫn bị đưa vào danh sách đen của Ukraine vào năm 2022 vì ông cho rằng Kiev trên thực tế không thể hy vọng đánh bại Nga hoàn toàn và phế truất Putin. Ông Zelensky nêu lý do không kêu gọi binh sĩ các nước tới Ukraine chiến đấu. Tổng thống Volodymyr Zelensky nêu lý do ông không thể khuyến khích các quốc gia khác gửi quân tới Ukraine tham chiến với Nga. Trả lời phỏng vấn truyền thông Ukraine, ông Zelensky cho biết ông ủng hộ những sáng kiến liên quan đến việc các quốc gia nước ngoài triển khai hoạt động huấn luyện hoặc lực lượng bảo vệ biên giới tới Ukraine, nhưng ông không thể khuyến khích các quốc gia gửi quân tham chiến. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có một số đề xuất. Tôi ủng hộ một cách công khai và trong cuộc trò chuyện riêng với ông ấy, ý tưởng về việc binh sĩ Ukraine được lực lượng từ một quốc gia nước ngoài đào tạo tại Ukraine. Tôi nghĩ việc này sẽ nhanh hơn nhiều so với việc binh sĩ Ukraine phải ra nước ngoài đào tạo rồi quay trở lại, ông nói. Thứ hai là việc xây dựng các trung tâm sửa chữa các thiết bị của phương Tây ở Ukraine ở một số khu vực nhất định dưới lòng đất. Việc này có hiệu quả và chúng tôi đang thực hiện ở một số hoạt động. Nó nhanh hơn nhiều so với việc gửi xe tăng hoặc xe bọc thép ra nước ngoài sửa, thường mất từ 1 tới 3 tháng. Vì vậy tôi hoàn toàn ủng hộ thực hiện việc này ở Ukraine, ông nhấn mạnh. Với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, ông Macron nói rằng quân Pháp có thể đến khu vực biên giới. Chúng tôi sao có thể từ chối đây? Nếu họ tới, chúng tôi sẽ ủng hộ, ông Zelensky nói, nhưng không nêu chi tiết về ý tưởng của ông Macron. Mặt khác, ông Zelensky giải thích nguyên nhân không thể kêu gọi các nước đưa quân tới Ukraine tham chiến. Tôi muốn giải thích quan điểm của mình. Hôm nay tôi không thể nói công khai nói rằng quân đội các nước trên thế giới hãy đến Ukraine và chiến đấu, bởi vì Nga sẽ thổi phồng nó lên khắp mọi nơi. Họ sẽ bắt đầu tác động tới các quốc gia khác rằng các nước này không nên gửi con cái của họ đi chiến đấu, rằng đây không phải là cuộc chiến của họ. Họ sẽ bắt đầu chia rẽ sự thống nhất ở các nước châu Âu và NATO. Điều đó sẽ nguy hiểm cho chúng tôi. Nếu tôi kêu gọi các nước gửi quân tới Ukraine, Nga sẽ làm tất cả những gì có thể ngăn chúng tôi nhận hỗ trợ quân sự từ các nước khác. Dư luận xã hội ở các nước sẽ bị chia rẽ. Họ sẽ gây áp lực lên các nhà lãnh đạo. Và điều đó sẽ làm chậm nguồn cung cấp vũ khí tài chính cho chúng tôi, ông nói. Tuy nhiên ông cho biết, nếu các quốc gia khác có sáng kiến đưa quân tới Ukraine, thì phía Kiev có lực lượng tình nguyện nước ngoài, nơi công dân các nước tới và chiến đấu vì Ukraine. Ukraine sẽ không bao giờ phản đối nếu có ai muốn giúp đỡ Ukraine, ông nhấn mạnh. Cuối tháng 2, tại một hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo châu Âu,
Tổng thống Macron tuyên bố phương Tây sẽ không loại trừ khả năng đưa quân đến Ukraine và các nước này sẽ làm mọi việc có thể để ngăn chặn Nga giành chiến thắng ở Ukraine. Phát biểu của Tổng thống Pháp đã gây ra ý kiến trái chiều trong khối NATO. Nhiều quốc gia chủ chốt như Mỹ, Đức đã công khai bác bỏ khả năng này vì lo ngại xung đột với Nga leo thang. Tuy nhiên, có một số quốc gia thành viên khác của Liên minh cũng bỏ ngỏ về việc ủng hộ phương án. Ngoại trưởng Pháp Stéphane Sejrou nói, Paris có thể điều quân đến Ukraine để phục vụ những nhu cầu cụ thể, chứ không phải là tham chiến chống lại Nga. Chúng ta phải xem xét các hành động mới để hỗ trợ cho Ukraine. Những hành động này phải đáp ứng nhu cầu rất cụ thể. Tôi đặc biệt nghĩ đến việc rà phá bom mìn, phòng thủ mạng, sản xuất vũ khí tại chỗ trên lãnh thổ Ukraine, nhà ngoại giao Pháp nêu ra ví dụ. Sau đó, Điện Kremlin cảnh báo, xung đột giữa Mỹ và NATO không thể tránh khỏi nếu các nước thành viên của liên minh này điều quân tới Ukraine. Hơn 10 vạn quân Nga sụp sôi ra trận, tiền tuyến Ukraine sắp sụp đổ, binh sĩ đua nhau đào hào. Theo các sĩ quan quân đội cấp cao Ukraine, tiền tuyến sẽ sụp đổ ở bất cứ nơi nào Nga quyết định tập trung tấn công. Tiền tuyến Ukraine sắp sụp đổ. Tờ Politico ngày 3 tháng 4 dẫn các nguồn tin quân sự cấp cao Ukraine cho biết, bức tranh quân sự rất u ám, tiền tuyến nước này có thể sụp đổ nếu Nga tiến hành một cuộc tấn công mới vào mùa hè này. Theo các sĩ quan quân đội cấp cao Ukraine, từ phục vụ dưới quyền cựu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Valery Zaluzhny, tiền tuyến sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào nếu Nga quyết định tập trung tấn công. Hơn nữa, nhờ quân số áp đảo cũng như sở hữu số lượng lớn bom dẫn đường trên không vốn đã tấn công các vị trí của Ukraine trong nhiều tuần nay, Nga có thể sẽ xâm nhập và đánh sập hệ thống phòng thủ của một số khu vực. Không có gì có thể giúp Ukraine ở thời điểm hiện tại vì không có công nghệ thực sự nào bù đắp được cho Ukraine số lượng lớn binh sĩ tương đương mà Nga sẽ triển khai. Chúng tôi không có những công nghệ đó và phương Tây cũng không có đủ số lượng, một trong những nguồn tin quân sự hàng đầu Ukraine nói với Politico. Nguồn tin cho rằng chỉ có sự kiên cường và sức chịu đựng của Ukraine cũng như những sai lầm của Bộ Chỉ huy Nga mới có thể thay đổi được tình thế nghiệt ngã. Các sĩ quan Ukraine cho biết nước này đang rất cần vũ khí. Chúng tôi cần pháo và đạn pháo, hàng trăm nghìn quả đạn pháo và tên lửa. Nguồn tin này ước tính Ukraine cần 4 triệu quả đạn pháo và 2 triệu máy bay không người lái. Ngoài ra, Ukraine cũng cần bổ sung nhiều binh lính. Ukraine hiện không có đủ quân ở tiền tuyến và tình trạng này càng trở nên trầm trọng trong khi hỗ trợ từ phương Tây đang rất trì trệ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm ngày 3 tháng 4 cho biết hơn 100.000 người đã đăng ký tham gia phục vụ quân đội kể từ đầu năm 2024. Đặc biệt, con số này ngày càng tăng sau vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc Krakow City Hall. Mới đây, Tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine Oleksandr Pavlyuk từng cho rằng Nga đang thành lập một quân đội mới với hơn 100.000 binh sĩ có thể thực hiện các cuộc tấn công vào mùa hè này. Binh sĩ Ukraine đua nhau đào hào. Theo Politico, trước tình thế u ám trên chiến trường, các binh sĩ Ukraine đang nỗ lực đào hào trú ẩn. Tuy nhiên, các nhà lập pháp Ukraine lo ngại quân đội và chính quyền địa phương không đào đủ nhanh hoặc xây dựng các công sự phòng thủ đủ vững chắc để chống chọi với một cuộc tấn công dự kiến của Nga ở phía đông bắc và đông nam. Nghị sĩ Rostislav Palenko nói về Politico: "Chúng tôi đã cảnh báo từ mùa hè năm ngoái phải xây dựng các công sự phòng thủ ở quy mô công nghiệp, phải xây dựng các tuyến phòng thủ nhanh chóng và khiến chúng trở nên cực kỳ mạnh mẽ." Vào mùa thu 2023, Tổng thống Volodymyr Zelensky từng thừa nhận Ukraine cần bổ sung các công sự mới ở tiền tuyến sau cuộc phản công kém hiệu quả vào mùa hè. Cuộc phản công của Ukraine một phần không đạt được kỳ vọng vì Nga đã bố trí lực lượng hiệu quả cùng với hệ thống phòng thủ đáng gờm với những chướng ngại vật phức tạp khiến quân đội Ukraine không thể chọc thủng. Giờ đây, Ukraine đang phải đối mặt với viễn cảnh về một cuộc tấn công phối hợp của Nga, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu tuyến phòng thủ của Ukraine có vững chãi như Nga và liệu Ukraine có đủ thời gian để xây dựng hay không. Oleg Siniehubov, thống đốc tỉnh Kharkov nói: "Chúng tôi chỉ bắt đầu xây dựng và đại tu các công sự phòng thủ từ ngày 1 tháng 3. Tuy nhiên, ông không tiết lộ khi nào chúng sẽ hoàn thành." Một cựu chỉ huy chiến trường cấp cao thì lo ngại Ukraine không có đủ mìn cho các công sự mới cũng như không có đủ binh lính để vận hành chúng một cách hợp lý.